Lên lên, lên đi. Một con đường rất đẹp, rất rộng, rất vắng thường. Đây. Đẹp ghê không? Hình như nó là con đường tránh đi từ Buôn Ma Thuột lên trên Kon Tum. Hồi nãy mình nhìn cái bảng từ Kon Tum mình thấy xuống tới Pleiku là 55 cây, tới Buôn Ma Thuột là 200 mấy chục cây á, mà không có đi qua cái thành phố Kon Tum, có nghĩa là từ Măng Đen đổ xuống á là đi con đường này nè. Và giờ mình đang từ ở phía Kon Tum mình đi xuống, mình không biết nó có đi qua cái thành phố Pleiku hay là thành phố Buôn Ma Thuột không. Để chạy một đoạn coi nha, con đường rất là đẹp, vắng vẻ. Con đường này chắc sẽ vách núi làm nữa đây. Buôn Ma Thuột 230 cây. Nghe chắc đường này tránh qua thành phố Pleiku luôn á. Một con đường rất đẹp. Cái bên người thượng họ làm ruộng nè, gió mùa nè, có ai làm gì ta, có gặt lúa, lúa gặt lúa. Đường này thì chạy thoải mái nha các bạn, nhưng tại vì nó vắng lắm, có ai ít lắm. Có đường đẹp ghê không trước này. Ô con đường này kìa, đường này chạy đừng có thấy đẹp quá, vắng quá, ngủ gục thôi. Chứ vắng chạy quá. Bên tay phải là ruộng, bên tay trái là rừng cao su. Chưa ra quay chân bên tay trái là đường lên núi chưa ra. À có nghĩa là đường này là đường đi tức là lùi lại phía sau lưng, đó là đi lên hướng Quan Trải rồi đi lên hướng cột mốc biên giới ngã ba Đông Dương, tức là lên huyện Đắc Tô, đi lên huyện
đi lên trên Đắc Tô cũng được, hoặc đi qua bên đó đi qua huyện Đắc Tô Tung Mơ Rông cũng được, hoặc đi lên đi lên Đắc Hà Long Cái Long cũng được. Còn cái đường này sẽ chạy ngoài là nó sẽ kết cho thành phố Long Bình. Đi xuống Mà Lai Cô. Đường rất đẹp nhưng rất vắng. Quá trời mì luôn.